Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Beng Beng Gaming. Trong video này, mình sẽ tiếp tục phân tích về chủ đề Hybrid Game, cũng như là đưa ra những thông tin và góc nhìn cho anh em trong lĩnh vực GameFi này. Trong video này sẽ gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên đó chính là khái niệm và định nghĩa của Hybrid Game. Phần thứ hai là ưu điểm của Hybrid Game. Và phần thứ ba là một số tựa game Hybrid trong lĩnh vực GameFi. Trong vài năm trở lại đây thì ngành công nghiệp game nói chung đang dần khẳng định được vị thế và chỗ đứng của mình trên toàn thế giới. Trong quý 1 năm 2022, thị trường game toàn cầu đã chính thức vượt mốc vốn hóa 200 tỷ đô. Trong đó thì những thể loại game theo chủ đề Hybrid Game, tức là các thể loại game được kết hợp từ nhiều thể loại game khác nhau, được dự đoán sẽ đạt mức 136 tỷ đô trong năm 2022 này. Vậy thì Hybrid Game là gì? Thì thuật ngữ Hybrid Game có nguồn gốc từ hybrida. Trong tiếng Latin, nó có nghĩa là một cái gì đó lai hoặc hỗn hợp. Còn trong thế giới game thì thuật ngữ Hybrid Game được hiểu là kết hợp các loại trò chơi khác nhau thành một trò chơi duy nhất. Điều này có thể thực hiện song song với hai loại trò chơi xảy ra cùng nhau hoặc theo chuỗi, và các loại trò chơi này nối tiếp các trò chơi khác. Về ưu điểm của các thể loại game Hybrid, những dự án game thể loại Hybrid thường thu hút rất nhiều game thủ nổi tiếng bởi lối chơi đa dạng, kết hợp của nhiều thể loại game khác nhau. Chơi một loại trò chơi có thể khiến bạn trở nên nhàm chán, và việc thay đổi các thể loại game trong khung trò chơi tổng thể sẽ giúp cho mọi thứ trở nên thú vị hơn, tạo cho người chơi cảm giác muốn chinh phục và không bị nhàm chán. Đối tượng chơi game phong phú, đa dạng cũng là một trong những điểm mạnh của những dự án game thể loại Hybrid, vì mỗi trò chơi yêu cầu các kỹ năng khác nhau cũng như giúp cân bằng trò chơi cho từng đối tượng khác nhau, cho phép người chơi ở mọi lứa tuổi có thể tham gia chơi cùng nhau. Ngoài ra thì Hybrid Game cũng giúp các nhà phát triển game hiểu biết hơn về các điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu khách hàng của mình hơn, do đó thu hút cũng như giữ chân được nhiều gamer mới hơn. Dưới đây là một số tựa game Hybrid nổi bật trong lĩnh vực GameFi mà Beng Beng Gaming muốn giới thiệu tới cho anh em. Đầu tiên đó chính là tựa game SC Infinity. Đây là một tựa game NFT kết hợp giữa strategy và turn-based chạy trên nền tảng blockchain, có lối chơi tương tự như tựa game nổi tiếng Pokemon, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể kiếm được token thông qua lối chơi có kỹ năng và đóng góp cho hệ sinh thái. Nhiệm vụ của người chơi sẽ là thu thập, nuôi dưỡng và cho các thú cưng SC chiến đấu với nhau để từ đó xây dựng nên một vương quốc có thú cưng của mình. SC Infinity cũng đã giúp được rất nhiều người ở Philippines kiếm sống qua mùa dịch. Trước cơn sốt toàn cầu của SC Infinity và trào lưu kiếm tiền nhờ tựa game SC Infinity ở Đông Nam Á đã lan tỏa sang các nước châu Âu, thì đây cũng được xem như là một trò chơi thuộc thể loại Hybrid Game. SC Infinity cũng là một trong những dự án game blockchain thành công nhất trong năm 2021 vừa qua và là ngọn cờ đầu đưa GameFi trở nên bùng nổ. Tựa game tiếp theo đó chính là Titan Arena. Đây là một tựa game được xây dựng trên nền tảng trò chơi blockchain gaming theo hướng play to earn, là dòng game MOBA đấu trường trực tuyến nhiều người chơi và Battle Royale. Tựa game được phát triển bởi World Fund, nhà phát triển dòng video game nhiều người chơi hàng đầu tại Việt Nam. Titan Arena được blockchain hóa từ một tựa game truyền thống trước đó, đó chính là tựa game Hero Strike. Với con số ấn tượng sau hơn 2 tháng ra mắt đạt 10 triệu người chơi, tính đến hiện nay thì con số đó đã lên 27 triệu người chơi. Đây có thể xem như là một thành tích rất đáng tự hào của một tựa game blockchain made in Việt Nam. World Fund Game cũng đã sản xuất ra nhiều tựa game nổi tiếng như Editor Choice, Tank Drive Online với hơn 10 triệu lượt tải về trên Google Play. Tựa game số 3 đó chính là God Unchained. God Unchained là NFT game dưới hình thức free to play kết hợp giữa turn-based và strategy, được xây dựng trên blockchain Ethereum. Người chơi God Unchained có thể chơi miễn phí, toàn quyền sở hữu và sưu tập các lá bài có sức mạnh khác nhau và có thể mua bán các vật phẩm trong game. Vật phẩm của God Unchained được ra mắt trên Immutable X, giải pháp mở rộng Layer 2 cho mạng NFT trên Ethereum, giúp cho quá trình tạo ra các NFT miễn phí và giao dịch với tốc độ nhanh hơn. Trên đây là những tựa game hybrid nổi bật mà Beng Beng Gaming giới thiệu tới cho anh em, cũng như là những nội dung về hybrid game để anh em có thể hiểu hybrid game là gì, những điểm nổi bật, những điểm mạnh của hybrid game và tại sao các tựa game hybrid lại thu hút được rất nhiều người chơi. Qua đó giúp anh em có thêm những thông tin, kiến thức cũng như những góc nhìn để anh em có thể tự tin hơn trong hành trình Skinner Game và các dự án GameFi của mình. Video này cũng sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo với chuỗi series bài giảng về khóa học GameFi 101 của Beng Beng Gaming.